Xin chào tất cả mọi người. Thì hôm nay Phở Hồng Cúc xin hướng dẫn tất cả mọi người làm món mề gà, cánh gà và cùm của đùi gà kho rau răm. Thì trước tiên là chúng ta rửa mề, đùi và cánh cho thiệt là sạch. Sau đó thì cho vô chung cái nồi. Thì trước khi cho vô, các bạn cho gia vị vô trước các bạn, là khoảng tầm 1 muỗng rưỡi. Sau khi để gia vị thấm vào thịt rồi các bạn, thì chúng ta cho một tí ớt vào. Do ở đây là mình không có xài tỏi ngay từ ban đầu phi, cho nên mình sử dụng ớt, nhưng mà sử dụng ớt hơn cũng thơm lắm các bạn. Nếu bạn nào mà thích ăn ớt á, thì nên làm cái kiểu ớt như mình. Thì chúng ta cắt ớt ra như thế này các bạn, rồi sau đó là cho vào trong nồi kho và trộn đều lên như thế này. Xin chào tất cả các bạn. Và sau khi mình mở lửa lên thì nồi kho của mình bắt đầu sôi các bạn, và có màu như thế này nè các bạn ơi, cũng rất là đẹp các bạn. Chúng ta để nước sạch sạch rồi, sau đó chúng ta cho rau răm cuối cùng và chúng ta tắt nước nha, tắt lửa nha các bạn. Mùi bây giờ là bắt đầu thơm rồi đó. Mùi thơm cay nồng của ớt lẫn mùi thơm của gia vị nước mắm thấm vào gà rất là hấp dẫn các bạn ơi. Các bạn ơi, và đây là nồi gà kho rau răm sau khi đã hoàn thành của mình nè các bạn. Nhìn rất là hấp dẫn nè các bạn. Và nếu như mà các bạn đang đứng ở vị trí của mình ở đây á, thì các bạn phải không thể nào chịu được và không thể nào cưỡng lại được mùi thơm của nồi kho này các bạn. Vị cay nồng của ớt, mùi thơm của rau răm cùng với gia vị gà tỏa lên một hương thơm rất là đặc sắc và quyến rũ. Chưa ăn mà chúng ta đã thèm rồi đó các bạn. Chúc các bạn nấu món này thành công nha các bạn. Và có gì thắc mắc hay là có gì cần trao đổi thì các bạn cứ việc comment ở bên dưới và chúng ta sẽ trao đổi với nhau nha các bạn. Nếu như các bạn cảm thấy kênh của mình, của Phở Hồng Cúc có ích thì hãy bấm một đăng ký và bấm vào nút chuông để thường xuyên nhận được những cái hướng dẫn mới nhất về nấu ăn ngon mỗi ngày, cũng như là nhận được những thông tin mới nhất từ Phở Hồng Cúc nha các bạn. Hãy bấm nút like, share và chia sẻ kênh để tất cả mọi người cũng như trong cộng đồng của mình
cũng như là cộng đồng trên toàn người dân đất Việt của mình ở hải ngoại có thể là có những cái món ăn ngon trong cái đợt dịch COVID-19 như thế này. Và chúc cả nhà ngon miệng.